Chào các em à, hôm nay anh sẽ mang đến với một cái mẫu đồ chơi mới à, nó là mới thôi nhưng mà nó cũng đã ra mắt năm 2017 rồi à, phim ảnh thì cũng không có chiếu ở Việt Nam ha. À, nó là một cái dòng đồ chơi giống như là Bakugan ha. Đây là nó ra cùng thời điểm với dòng đồ chơi Thợ Săn Trứng Rồng của Linh Đông ha, nó ra sau thôi. Các bạn cái tên của cái bộ phim này là Chiến Đội Không Gian. Đây. Thì cái đồ chơi của nó là cũng là những cái quả trứng, quả cầu ha. Cho khi mà cho cái thẻ 500 vào nó sẽ biến thành cái những cái con linh thú linh vật vậy ha. Giống như Bakugan hoặc là Thợ Săn Trứng Rồng. Thì cái dòng này thì có 12 mẫu à, anh có đủ hết rồi. Hôm nay anh sẽ mở hộp hai mẫu ha. Thì đây là cái hộp chúng ta ha. Đây là hai cái mẫu số 1 và số 2 à, đây là cái tên của bộ phim ha, Chiến Đội Không Gian. Nó chiếu đâu đó anh nghĩ là khoảng 2017, chắc là chiếu sau Thợ Săn Trứng Rồng ha. Cái hãng này là hãng SND làm sản phẩm này ha. Anh sẽ thấy đây ha, hãng này có vẻ như là nó làm phim hoạt hình thôi á, còn đồ chơi này họ nhờ một cái nhà hàng khác gia công. Đây, chúng ta thấy những cái nhân vật không gian cầm đây ha. Thì cái những cái linh trong phim thì những cái linh thú này nó sẽ ở trong những cái đồng hồ triệu hồi á, đồng hồ triệu hồi nè. Thì để cái này lên thì nó biến thành những con linh vật ở đây. Ta sẽ thấy như này. À, đây. Còn đây là hình của cái quả trứng rồng đây. Thì đằng sau này chúng ta sẽ có 12 cái mẫu của cái dòng đồ chơi này ha. À, hình dáng thì nó cũng khá là đa dạng á. Thì cái lần dưới này, cái mẫu này là mẫu số 1 ha. Thì cái mã sản phẩm nó sẽ là 8101. À, sẽ có logo của hãng sản xuất này, SND. À, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ mở hộp hai con số 1 và số 2. Thì anh sẽ mở con số 1 trước, còn số 2 thì chúng ta sẽ mở sau. Số 1 này có tên là không là gì đây, Ngân Hà Hỏa Long ha. Nghĩa là con rồng lửa ở trong dải Ngân Hà. Cái mã chúng ta đã còn đây rồi, 8101. Thì mình cũng sẽ mở luôn cho em coi có cái gì. Tại đồ chơi này thì anh chưa có bán thì nó cũng giá nó cũng khá là cao so với, nếu mà so với giá của Thợ Săn Trứng Rồng bây giờ thì nó khá là cao. Nhưng mà đây thì cái hộp ta cũng đơn giản thôi, cũng không có sự hướng dẫn sử dụng gì đâu các em ha. Đây là cái nhân vật quả cầu của chúng ta ha. Để lấy ra ha. Đây là cái thẻ triệu hồi, thẻ à, 500 ạ. Đây là cái cảnh cảnh cái nhân vật con rồng của chúng ta đây ha. Thấy đây. Đây là nó biến ra dạng quả cầu ha. Thì trong phim thì nó sẽ để lên một cái đồng hồ như thế này và nó sẽ biến hình ha. Triệu hồi biến hình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nó lấy lên thử ha. Đây, ta sẽ cho nó triệu hồi lên như thế nào. Đây. Nó cũng giống như Thợ Săn Trứng Rồng thôi. À, chúng ta cứ bỏ lên một cái 500. Đấy. Đây thì sau khi ấy thì biến hình là nó sẽ thành con rồng như thế này ha. Đây. Rồng cũng không mấy lắm, đây là cái đầu rồng đây, ta sẽ thấy cái đầu rồng đây, nó chỉ hạn tượng trưng ha, móng vuốt ha, màu xanh đây là móng vuốt. Thì những cái dòng đồ chơi này tất cả những con này nó có một cái giống như là một cái nút bấm màu vàng ở trên. Lát nữa thì chúng ta sẽ hiểu xem thì nó sẽ để làm gì ha. Đó. Đây là cái đuôi ha. Chung hình dáng này thì chỉ có cái đầu là giống đầu rồng thôi ha. Đầu rồng thôi. Còn cái này thì có vẻ không giống giống con gì đó. Ha. Rồi, thì anh sẽ hướng dẫn
cách lắp ráp cái con rồng này ha. Đây là cái tương quan kích thước của một cái con trứng rồng ha. Với con này ha, thì chúng ta sẽ thấy con trứng rồng thì nó đâu đó nó phải to gấp đôi cái con này ha. Nhưng hiện tại cái giá con này nếu mà nhập về thì nó giá nó phải bằng trứng rồng ha, nó khoảng đâu đó 120 một con. Nó đắt không phải vì nó tốt hơn, mà tại vì hiện tại bây giờ là nó hiếm hiếm hàng hơn ha. Về quy luật cung cầu mà, thì hiếm hàng thì nó sẽ đắt thế thôi, chứ cũng không có. Thì anh cũng sẽ thử xem cái đồ trứng rồng này nó có dùng được cái thẻ này không, anh nghĩ được thôi. Mấy cái này thì nó cũng không có cái lắp được đấy. Okay, anh phải lắp con này lâu lắm không chơi. Đây, thì chúng ta lắp vào trứng rồng mà vẫn thấy được, nhưng mà cái nhựa này thì nó cảm giác là nó sẽ chắc chắn hơn nhựa trứng rồng hết. Ok, bây giờ là anh sẽ ra lắp con này lại như thế nào hết. Nó cũng dễ thôi, từ cái đầu này chúng ta đẩy xuống trước nha, đẩy xuống đè nó ha. Hai bên chúng ta sẽ ập lại ha, và cái móc này đằng sau đuôi chúng ta đẩy lại là đã hoàn thành rồi ha. Thì cái nút ở trên bấm trên này để làm gì, để ta bấm thì nó cũng sẽ bung ra, không cần để lên trên cái để 500 ha. Cái nút bấm màu vàng đây, chúng ta sẽ thấy đây ha, màu vàng này. Con nào trong 12 con của cái mẫu đồ chơi này cũng có như vậy hết ha. Thì nó có một cái dạng đồng hồ bánh bánh cái xu và cái này để nó triệu hồi nữa nè. Anh thử bấm trong cái không, bấm nữa ha, nó ra nữa ha, không cần phải bỏ vào thẻ ha. Giờ anh sẽ lắp lại ha. Rồi đây. Cách lắp nó cũng đơn giản ha, nên lại nó cũng không cần cái hướng dẫn sử dụng gì quá phức tạp ha. Đó, giờ chúng ta sẽ có cái con này triệu hồi. Đó, vậy là con này là ngân hà hỏa long ha. Chúng ta mở con số 1, giờ chúng ta sẽ mở con số 2. Con số 2 của chúng ta đây nó tên là Nguyên Thượng Thần Sư, nghĩa là con sư tử ở trên cánh đồng á, cánh đồng trên cao, cánh đồng không gian á. Thì cái nhân vật sử dụng nó là một cái nhân vật màu vàng đây ha, có tên rõ ha. Đó là con sư tử ha, ta sẽ nhìn thấy này, nó cũng có lò là chơi này, cũng có dòng đồng hồ triệu hồi ha. Thì đằng sau này cũng giống như cái con kia thôi, nó rơi 12 mẫu ha. Ta sẽ thấy số 12 đây ha, dấu cộng là thập ha, hai cái dấu gạch ngang là 212 á. Cái mẫu này là mẫu số 2 nên sẽ là có mã là 8102 hãng ND. Anh cũng sẽ mở ra xem coi, cánh là nó sẽ giống như nó gói thì nó sẽ giống như con kia thôi, có điều nó không có cái hai con này đều không có cái hướng dẫn sử dụng thôi. Đó, tương đối là đơn giản thôi. Đây, con này nó bị bung ra rồi, đây là con sư tử ha. Ta sẽ thấy đây là cái mẫu sư tử đây. Đây, cái đầu chỉ là cái đầu sư tử thôi, đuôi này. Thì đằng sau này nó cũng có chữ nổi là SND Made in China, thì nó là hai cái móng sư tử ha. Đây, có cái nút bấm để bung lên, chúng ta sẽ thấy bấm cái này là cái chốt này, nó thấy này bung ra. Thì anh cũng sẽ ráp cái con này lại luôn, ráp con này lại như thế nào ha. Hai cái chân này tự tìm hiểu ha. Rồi, ta sẽ rồi ráp cái này, hai chân đưa vào cái đầu này, gắn vào đây ha.
đoạn này gắn vào trước, hai cái chân đưa vào, hai cái cánh hai bên gặp lại ha. Và bao giờ cái đuôi cũng là cái cuối cùng gắn vào ha. Đó. Thì chúng ta đã có một cái con sư tử đây, nguyên thượng thần sư, sư tử cánh đồng trên những cánh đồng ngân hà ha. Đó. Ta sẽ thả xuống. Đó. Đó, ta sẽ thấy nha ha. Cận cảnh đó. Cái này như cái sừng trên này dựng lên được ha. Đó là cái đầu con rồng với lại cái con sư tử này, là hai con này thì nó chủ yếu là hình cái đầu ha. Chân chân hoặc là móng thì nó cũng dạng tượng trưng ha. Bây giờ chúng ta sẽ gấp lại ha, cái đầu này chúng ta sẽ gấp vào đây ha. Đây nó có một cái khớp đây ha, nó có một cái trống bỏ cái đầu vào. Rồi, đó. Đó, vào đây. Đó. Hai cái móng vuốt hai bên, hai cái chân hai bên ha, chúng ta sẽ gấp vào. Gấp cái này vào. Con đằng trước nó cũng gấp lại này như thế này ha. Rồi cái đuôi này ha. Rồi. Đây là rồi. Rồi. Đó. Bỏ vào thì nó bung ra. Chúng ta thử cái nút bấm như thế nào ha. Rồi thì ở đây thì những cái dòng này nó có một cái nút ở trên này ha. Thì chúng ta cũng tác động cái lực lên là nó cũng sẽ bung ra thôi ha. Ví dụ như này ha. Đó. Chạm này ha. Bung ra giống như cái con rồng mà lúc nãy chúng ta đã thử rồi ha. Này. Ví dụ như chúng ta đẩy này lên ha. Ta tạm gõ lên nó cũng bung ra ha, không cần phải cái thẻ ấy đi. Hai hai con nó đứng sát nhau này ha. Thôi như vậy thì anh cũng đã mở hộp cái hai cái mẫu đầu tiên trong cái dòng đồ chơi theo bộ phim 9 độ không gian ha. Nó là cái dòng đồ chơi dạng kiểu Bakugan hay là thời gian tiếng rồng, hình quả cầu và sẽ có một cái thẻ triệu hồi và nó sẽ bung cái quả cầu ra thành một cái linh thú nữa vào từ đấy. Thì hôm nay chúng ta đã có hai con, mẫu số 1, số 2, một con rồng và một con sư tử ha. Thì cái dòng xét chung thì cái chất lượng cái đồ này thì nó cũng tương đối ổn ha. Nhựa thì anh thấy nó cũng tương đối dày hơn cái trò thợ săn trứng, cái trứng thợ săn trứng rồng một chút ha, có cảm giác như vậy ha. Cách biến hình thì nó cũng cũng được, cũng không có không quá xuất sắc nhưng mà cũng không quá tệ ha, không quá đơn giản, chi tiết nó cũng tương đối nhiều. Để anh sẽ tiếp tục mở hộp tiếp 10 cái mẫu còn lại cho em trong những video lần sau ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin gặp lại các em trong những video lần sau.